Dạ, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Cứ sáng sớm là mình xách cần đi câu. Không câu trên ruộng thì cũng câu cái đầu rạch gần nhà thôi à. Rảnh đi câu giải trí mà. Hôm nay mình ra trễ, hôm nay sáng mình mấy mới ra. Tại lo cho mấy đứa nhỏ nó vệ sinh cá nhân rồi mới chở ra nội. Nên nước cũng khá lớn mấy bạn thấy không? Cũng hơn nửa rạch rồi. Hy vọng cá cũng còn ăn. Đằng kia có mấy con vịt của chắc của anh sập bơi ra nó ăn. Cá hộc móng cũng khá nhiều cái này. Dướng vô cái bẹ dừa rồi. Kéo vô cái cọc cái cừ hay gì dướng còn 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 mà dướng rồi. Kéo dướng sát nữa mà đó, kéo xuống nữa cái cừ hay gì dướng cái đây dướng. Không biết sao gỡ. Thank you.
Em đầu tiên câu cách đi xong rồi gì. Đã luôn rồi. Quá đã luôn ha, dính có cái râu không á. Này mà chằn chằn nó chút nó ruột nó giật chắc bung ra. Rất nhem hết rồi. Dướng cái cừ ở dưới á. Hết sảy ha. Con này có 2 kg, 2,5 kg á. Quá đã. Mình lấy rất nhanh hết rồi. Dục bóp dục điện thoại lên bờ luôn. Không ngờ, không ngờ. Kìa. Chưa gỡ cái nùi dây kia ra này trúng bánh. Nay có cần câu máy nhỏ của Long đem lên câu mà nãy cần tre lại dính cá bự. Đó mình gọi là ốc hụ các bạn, này có tiếng còi bên kia xi măng Hà Tiên á, gọi là ốc hụ. 7 giờ sáng nãy chắc mình ra đây 6 giờ rưỡi hơn. Okay. Cần nó mới nhịp cái sáng mới dịch nữa là nó dí cá trầm mà. Chở phao kia kéo các bạn, đó đó kéo bạn. Mấy em này cũng khá to, nhưng sau cái em mà bắt đó lội xuống bắt đầu tiên là khủng nhất ha. Cái gì nó quẩn thì sợ. Nhìn mấy con vịt thoải mái ăn, thấy cảnh thanh bình các bạn ha.
nuôi vịt với rạch gì không biết lớn làm sao bắt nó, dù nó ăn lên chuột rồi nhé. Chứ rạch gì dí cũng khó. Chứ chó là cũng rét. Cá dướng dây xong đó, nó lâu lâu nó giật cái mà nó không kéo. À còn kéo đi, cái kia kìa, cái cần mái kìa, màu đỏ kìa, Ủa, con khủng à. À. Dính như nãy dính cần tre giật xong nó trì trì dưới đâu dám kéo lên, thấy trì nặng quá lội xuống luôn. Phi ra mình đó giống như trì phi vậy ha. Quá đừng có lội nó được cái hay à, lội ướt nhem mình đó. Biết con gì nó kéo mà kéo nó phao chạy qua đó đứng. Khoe anh sập cả. Lâu lâu làm con là đá tay. Cần này chưa bỏ xuống cần kia ăn. Nước lớn nên cũng khá sâu các bạn thấy không? Nước này mới dưỡng lớn vô câu ngon hơn. Cá nó dồn lại dễ câu, bây giờ nó đi lan quá. Cũng có mà phải ngồi chờ lâu. Nắng quá nắng. Ngồi đây rát lưng luôn ạ. Qua thì trời mưa. Giờ thì nắng gắt. Các bạn coi là con cá khủng khiếp ha, cái cá kia không xin dê gì vậy. Thủ phải chỗ mới cơ. Ngồi sát bên, bên kia ngồi nóng lưng quá. Đây có mấy cái.
móc một lưỡi hai con ba con dế luôn để cho dễ tìm thấy. Đây ngay gần đồng bằng nó sâu.